Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Michelle Steele, cho chức vụ dân biểu liên bang. Linh Quang, Thái Hoàng, Trọng Thủy trở lại với Cà Phê Sáng vào ngày hôm nay, lễ lao động. Cảm ơn quý vị đã chọn Lưu Đồ Sài Gòn TV theo dõi phần tin tức và tin breaking news. Chúng tôi vừa ghi nhận được là lỗi lầm của những người mà họ tổ chức tiệc vân vân cũng là đóng góp vào cái vụ mà đám cháy hiện nay. Họ nói ở California chúng ta có 23 đám cháy lớn, không phải vì vấn đề nhiệt độ nữa mà do cái sự bất cẩn của người dân. Ở tại Azusa, cái khu vực nếu mà quý vị lái xe 605 đi về hướng Bắc đó là sẽ đến cái vùng thành phố Azusa, và tại đây có một bữa tiệc mà họ đã tổ chức để họ nói rằng là để trình bày cái giới tính, có thể là em bé không biết nam hay nữ hay là của một người. Tôi nhìn cái tin đó và cái hình thì có vẻ như là người Mỹ người ta gọi là come out of the closet ấy. Tức là một cái bữa tiệc mà một số người muốn cho mọi người thấy rằng tôi không còn là đàn ông nữa. Họ nói về giới tính của họ nhỉ? Vâng, họ nói về giới tính thì trong đó có bắn pháo bông, nên là bắn pháo đủ hết và một cái tàn lửa đã bám vào khu rừng gần đó hoặc là cây gần đó và thiêu rụi lên hàng nhiều ngàn mẫu. Đám cháy gọi là El Dorado, thưa quý vị, thông báo chính thức mới nhất từ Cal Fire đưa ra. Và đồng thời những cái đám cháy khác thì hiện nay họ tiếp tục mở các cuộc điều tra. Có đám cháy tên là Bobcat, Los Angeles, San Bernardino cháy rất nhiều. Với cái nhiệt độ tăng cao hiện nay như thế này thì ông thống đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đến 5 quận và tuyên bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ thêm tài trợ, kêu gọi các cơ quan cứu hỏa ở những quận khác. Nếu mà không phải đương đầu với những đám cháy thì có thể ứng viện cho những lực lượng cứu hỏa hiện nay. Có lẽ là năm nay California lần đầu tiên mà phải kêu gọi tới Úc với lại Canada để tham dự vào cái chuyện dập các đám cháy này và cả một chục tiểu bang nữa. Nhưng mà tóm lược một số những cái headline sáng ngày hôm nay thôi, thì chúng ta thấy quan trọng nhất mà mọi người có phải chú ý, đây là cái liệt kê của BBC bản tiếng Anh. Người ta lại chú ý nhất một cái tin là một người thanh niên năm nay sinh nhật 28 tuổi thì bán hết cái kho rượu của ông bố để lại. Không phải mỗi năm ông bố cho ông chơi rượu từ bé ăn chưa? Đồng một cái loại rượu đặc biệt ngon heo ngon tức là Macallan mà từng năm 1978 80 vân vân á, thì tổng số tiền bán căn nhà đã có thể được bán cái số rượu đó có thể mua được một căn nhà đặc biệt. Nhưng mà cái tin thứ hai được mọi người chú ý đó là đối lập nổi tiếng của nước Nga là ông Navalny thì bây giờ đã hồi phục sức khỏe, ra khỏi cái tình trạng bị coma, tức là bị hôn mê rồi, và hy vọng là sống sót. Nhưng mà cái vụ này lớn lắm, bởi vì bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà đã viết hẳn một cái thư cho Vladimir Putin và bảo rằng chúng tôi muốn quý vị phải giải thích tại sao cái vụ này xảy ra. Còn Liên hiệp Âu Châu thì họp và nói rằng chúng tôi sẽ có biện pháp trừng phạt nếu mà nước Nga không giải thích rõ về cái vụ Navalny. Chúng ta biết rằng ông đã bị uống phải một cái ly nước tại một cái phi trường tên là Oms ở bên Siberia. Nó như uống trà đó anh. Uống xong trà thì lên máy bay và bị gần như là bị coma luôn. Đi qua Đức chữa và bây giờ thì bằng chứng rõ ràng là ông đã bị đầu độc bởi vì một loại chất hóa học mà tình báo Nga đã từng giết những người chống đối Vladimir Putin. Nhưng mà cái vấn đề là hôm vừa rồi họp báo tại tòa Bạch Ốc, khi mà báo chí hỏi về cái chuyện này thì thứ nhất là Tổng thống Trump từ chối cái vấn đề chỉ trích Vladimir Putin. Từ chối đứng cùng với Liên minh Âu Châu để mà yêu cầu Vladimir Putin phải nói rõ. Ông chỉ nói rằng chúng ta phải chờ kết quả của điều tra thử xem sao đã. Nhưng mà ông sẵn giọng với báo chí, ông bảo là tại sao lúc nào quý vị cũng hỏi cái vấn đề nước Nga vậy?
đối với Tổng thống thì cái chuyện hỏi về nước Nga đó không có vấn đề. Nhưng mà tại sao không tập trung vào Trung Quốc? Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ, chứ không phải là nước Nga nữa. Tức là ông gạt phắt đi cái chuyện mà liên quan đến nước Nga. Khi mà anh nói đến vấn đề Trung Quốc thì một cái tin tức ghi nhận vào sáng ngày hôm nay liên quan đến tài chính thì Trung Quốc lại công bố thêm cái số hàng mà họ xuất cảng, trong đó đi Mỹ, đi khắp nơi trên thế giới. Và nhiều người họ cũng không ngờ cái sự hồi phục nhanh chóng của Trung Quốc như vậy sau Covid-19. Chúng ta cũng biết được đó là Covid-19 nó xảy ra Vũ Hán, đến Hồ Bắc rồi khắp nơi hết. Và Trung Quốc là nơi mà họ sử dụng cái thiết quân luật để áp đặt mọi người dân phải ở trong nhà mà kéo dài một thời gian dài. Và cái kết quả đó để cho thấy rằng Trung Quốc cũng là quốc gia mặc dù là khởi đầu từ Covid-19 nhưng mà cũng hồi phục nhanh chóng nhất cho đến giờ phút này luôn, thưa quý vị, là người ta có thể nói rằng kiểm soát được dịch bệnh. Và khi kiểm soát được dịch bệnh như vậy, không những các nhà máy họ sản xuất trở lại, số người đi du lịch ở Trung Quốc trong nội bộ thôi, còn người ở nước ngoài thì vẫn chưa có, nhưng mà riêng với những người nội bộ từ tỉnh này họ di chuyển sang các tỉnh khác để mà ra khỏi nhà của họ sau một thời gian thì người ta thấy bắt đầu người ta đi làm trở lại và người ta có tiền lương, người ta đã tiêu xài trở lại, cho nên họ thấy cái không khí sinh hoạt du lịch của Trung Quốc càng ngày càng mạnh. Thứ hai nữa, Trung Quốc tuyên bố hàng xuất cảng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong tháng 6, tháng 7, tháng 8, thời gian mà cả thế giới, nước Mỹ đứng đầu với cái vụ Covid-19 này, nhà máy sản xuất tiếp tục sản xuất hàng sang cho Hoa Kỳ. Cho tôi thắc mắc cái điều này này, liệu chúng ta có tin vào những số liệu của Trung Quốc không? Nếu mà không có những ghi nhận của những quan sát viên hoặc là những nhà báo mà độc lập, bởi vì chúng ta biết rằng cái chế độ như Bắc Kinh họ đã che giấu nhiều vụ lắm rồi. Cái chuyện mà xảy ra động đất ở Đường Sơn ngày xưa mà nghĩa là trên 30 năm, cái tổng số người chết là 85.000 người. Mà Bắc Kinh giấu nhẹm cái vụ đó, không có báo chí quốc tế gì vào được cả. Cho nên cái số tử vong của họ, họ nói giảm đi. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà phóng viên Tây Phương vào Vũ Hán trong những lúc mà nó bùng nổ dịch bệnh đó, thì họ cũng bị ngăn cản. Thành thử ra cái chuyện mà những con số liệu của Bắc Kinh là một, của Hà Nội là hai, cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rằng không chính xác, ngoại trừ đó những con số đó phải được cái sự công nhận của những nguồn tin độc lập, những nguồn tin nó có thể là của các cơ quan quốc tế hay là của những nhà báo mà họ viết bằng thái độ khách quan á. Chứ còn nếu mà bảo là Trung Quốc thực ra cái để mà kiểm soát được cái số liệu mà họ xuất cảng nó cũng dễ lắm, bởi vì riêng với Hoa Kỳ này chúng ta nhìn thấy đó, Walmart rồi Costco hoặc là rất nhiều các siêu thị khác, ngay cả Home Depot bán các vật liệu nữa, quý vị vào đó và tìm thấy những cái mặt hàng công ty Mỹ nhưng mà họ sản xuất hàng của họ ở Trung Quốc thì gọi là Made in China, nhưng mà cái hiệu đó thì hiệu của Mỹ. Thì điều đó để chứng minh cho thấy rằng trong thời gian qua người Mỹ họ đi mua sắm trở lại và số người Mỹ vẫn tiếp tục tiêu thụ hàng của Trung Quốc. Cho nên quý vị thấy một mặt đó thì Tổng thống, chính sách của Tổng thống Trump cố gắng chống Trung Quốc, kiềm chế và nỗ lực của ông vẫn làm cách nào để mang các công ty Mỹ có mặt ở Trung Quốc về lại Mỹ. Nhưng mà cái số liệu đó đến giờ phút này có bao nhiêu công ty sẵn sàng rời khỏi Trung Quốc để về lại Mỹ? Chúng ta đã nghe thấy những cái công ty Mỹ hoặc là công ty Nhật, Đại Hàn họ rời khỏi Trung Quốc để sang Việt Nam. Không phải vì lý do chính trị, mà là vì lý do Việt Nam bây giờ đó là họ sẵn sàng làm những cái món mà Trung Quốc trước đây làm với cái giá rẻ hơn. Thì điều này để cho thấy rằng một mặt thì ông Tổng thống của Mỹ vẫn tiếp tục chống Trung Quốc và chống hàng Trung Quốc bởi vì ông không muốn làm ở Trung Quốc nữa. Nhưng mà một mặt khác thì người Mỹ vẫn phải tiêu thụ hàng Made in China. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy rằng là nó không biết làm thế nào để giải quyết cái tình trạng này. Cũng khó khi mà chúng ta nói tới globalization, tức là toàn cầu hóa, mà cái trào lưu đó nó đã có từ mấy cả 20 mấy năm nay rồi. Cái trào lưu nó khiến cho biên giới này với biên giới kia, cái sự kiểm soát về hàng hóa, kiểm soát về người qua lại nó nhẹ bớt đi. Thì nó khiến cho cái lưu lượng hàng hóa lưu thông một cách tốt đẹp hơn. Nhưng mà nó đẻ ra một số những cái hậu quả tiêu cực khác.
về vấn đề woman trafficking, về vấn đề vượt biên lậu, vấn đề hàng hóa mà buôn chua bán lậu chẳng hạn. Cái nào cũng có mặt của nó cả. Bây giờ globalization rồi, nếu mà Hoa Kỳ muốn rút lại tất cả để thu vén lại cho mình đó, thì liệu không cái khó, phản khó ứng lắm. Của dạ. thế giới ra sao? Và chưa kể là cái đời sống của dân chúng Mỹ đó, về cái mặt mà muốn mua những cái mặt hàng đó sẽ như thế nào? Cái khó ở đây đó thưa quý vị, bởi vì sao? Có những mặt hàng người Mỹ không làm. Không thèm làm. Bởi vì làm á, một cái món nếu mà mua made in China nó 10 đồng. Nhưng mà nếu bà làm ở đây 40 đồng. Bởi vì chúng ta làm ở đây chúng ta trả lương rất cao, minimum 15 đồng một giờ. Bảo hiểm tai nạn lao động tại sở làm, rất nhiều các loại bảo hiểm khác, thuế nữa, thuế liên bang, tiểu bang, thành phố, đủ thứ. Thì cái nội đó không thôi thì thấy rằng thà là làm hàng ở bên phía Trung Quốc để bán ở Mỹ này thì giá và người ta sẵn lòng mua nữa. Cho nên cái chuyện mà giá cả đã khiến cho cái nỗ lực mà Tổng thống Trump muốn mang các công ty Mỹ về lại Hoa Kỳ này vô cùng khó khăn. Chúng tôi tiếp tục với phần 3 ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.